đến giờ ăn rau rồi con yêu. Không đâu, con không muốn. Con chắc chứ? Rau xanh có thể giúp con có nhiều sức khỏe giống như siêu nhân đó. Rau xanh thịt này ngon lắm, yummy yummy yummy. Mình cần ăn rau mỗi ngày. Hãy ăn thật nhiều bạn nhé, yummy yummy yummy. Mình cần ăn rau mỗi ngày. Giúp cho mình khỏe hơn nha và toàn thân cao lớn nhanh. Mình khỏe mạnh trưa nay. Ăn rau nhiều được thêm sức mạnh như siêu anh hùng. Mình cùng ăn nhé bạn ơi. Toàn nghe bạn khi bọn mình đi
bằng chân của mình. Nhớ không? Vâng ạ, nóng và lạnh. Đúng vậy, con yêu. Khi nóng, con cua sẽ chuyển sang màu đỏ. Và khi lạnh, con cua sẽ chuyển sang màu xanh dương. Và hiện giờ, cát đang rất nóng. Đúng vậy, con rất cua nóng đã thành màu đỏ trên mặt cát nóng đầy. Con cua đã thành màu đỏ, ta cần đi dép ngay nào. Con cua đã thành màu đỏ trên mặt cát nóng đầy. Con cua đã thành màu đỏ, mình đi dép ngay nào. Nhìn này bé John, cua đã chuyển sang màu xanh dương vì nước đã làm mát cát. Vâng ạ, mát. Lại đây nào bé John, hãy cùng ba xuống bơi nhé. Yeah, chúng ta đi thôi. Khi cua xuống biển lạnh thì màu xanh sẽ xuất hiện. Hãy bước xuống thật chậm nào, sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều. Ôi không, nước biển lạnh, con chẳng muốn xuống đâu ba. Ba ơi hãy nhìn, bạn kia đang bị nước cuốn trôi đi. Ba, ba nhìn đằng sau kia. Ba có lạnh không ạ? Có. Ơi, nóng quá. Con cua đã thành màu đỏ trên mặt kia nóng. Bây giờ con cua có màu xanh dương, tức là chiếc ghế đang mát, nên con sẽ không bị bỏng khi ngồi xuống. Vâng, mất rồi ạ, con cảm ơn mẹ. Mát. Nắng, nắng, nắng. Con cua đã thành màu đỏ trên mặt cát nóng đầy. Con muốn chơi ở ngoài này, con cần đi dép ngay vào. Con cua đã thành màu đỏ trên mặt cát nóng đầy. Hãy đi dẹp này vào nào, sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều. Bánh quy. Chú mòng biển đỏ thích bánh quy đó. Vâng ạ. Chiếc thằng tẩm đang bay lên. Em bắt được rồi. Ôi không, chiếc ô. Để anh lấy nó. Gió đang thổi thật mạnh, gió thổi mấy chiếc ô kìa. Gió đang thổi thật mạnh, giữ lại ô nhé anh. Con cua đã thành màu đỏ trên mặt cát nóng đầy. Che ô ngày nào nhìn này sẽ cảm thấy mát hơn nhiều. Ai muốn ăn kem nào? Con đi, đi nào. Cậu bé, đây là kem của cháu. Hãy cẩn thận, nó rất lạnh đấy. Lạnh.
kem mát lạnh, phải không mẹ John? Lạnh. Bạn nhỏ đang chơi rất vui này, rồi ăn trái cây kìa. Và bạn đã về sang xuống vườn, chúng mình không nên như vậy. Đi xe đạp rất nhanh kìa, không an toàn bé yêu à. Phải cẩn thận và chú ý. Ôi anh bị ngã đau rồi. Ôi không. Chạy rất vui này, rồi nghe thấy tiếng nhạc. Chạy theo chiếc xe kìa, quên cất đồ chơi đi rồi. Ôi không, mẹ đang đi vào, không thấy đồ chơi trên sàn. Cần dọn dẹp khi chơi xong nhé. Ôi không, mẹ ngã đau rồi. Ôi không. Bạn nhỏ đang chơi rất vui này, thôi bong bóng rất đẹp. Bạn chơi xong vứt xuống đường, chúng mình không nên như vậy. Ba đang cầm chiếc thang ra ngoài, không thấy đồ chơi trên đường. Để gọn gàng khi chơi xong nhé. Ôi ba bị ngã đau rồi. Bạn nhỏ đang vẽ tranh kìa, rồi nhìn thấy bướm xinh đẹp. Chạy theo chú bướm nhỏ, quên cất đồ vẽ đi. Bạn nhỏ đang chơi khôi xếp hình, rồi chú cho đi vào. Cùng chơi với chú cho nhỏ, quên cất đồ chơi đi rồi. Ba mẹ đang vui cười, không thấy đồ chơi rồi. Cần dọn dẹp khi chơi xong nhé. Ôi không, thật quá đau này. Thật đẹp này con. Con không thích à, con sẽ không mặc.
yêu ơi con nghe lời mặc quần áo. Đáng yêu như một chư khủng long bé nhỏ. Wow. Nào nào lại để con đi ngủ thật ngoan nhé. Con không thích à, con sẽ không đi ngủ. Ngày xưa, có một chú khủng long khổng lồ. Chú rất thích vui chơi cùng các bạn. Ôi không, nhìn kìa con yêu, ô tô của ba bị thủng lốp rồi. Chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui. Ba
ta vẫn chưa xong đâu con yêu. Hãy làm sạch bên trong xe nào. Ba à, để con giúp nào. Con cũng muốn làm. Ba à, để con giúp nào. Vì con đã lớn hơn rồi. Chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui. Ba ơi hãy xem này. Ba à, ba là một người anh hùng. Con muốn giống như ba này. Wow, hai ba con đã làm việc rất chăm chỉ. Trông như chiếc xe mới vậy. Mẹ sẽ có thưởng cho hai người. Một cái cho con, một cái cho anh. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn em yêu. Bạn chỉ con ơi, đừng nghịch như vậy. Không nên nhảy như thế mà. Hãy mau mau dừng lại ngay nào. Nhảy thế không an toàn đâu. Bạn chỉ nhỏ à, hãy nghe tới đi. Ta không nên nhảy ở giường đâu. Đừng làm vậy mình sẽ ngã rất đau. Dừng lại nào, hãy chơi ngoan. Ta chơi vui cùng nhau nào. Bạn khi con đang yêu của tôi. Bạn khi con ơi, đừng nghịch như vậy. Không nên làm như thế mà. Hãy mau mau dừng lại ngay nào. Như thế không an toàn đâu. Bạn chị à, đánh răng ngay thôi. Ta không nên nghịch vậy bạn ơi. Mình cần phải đánh răng ngay nha. Dừng lại nào, hãy chơi ngoan. Ta đánh răng cùng nhau nào. Bạn khi con đang yêu của tôi. Wow, các con hãy nhìn kìa. Wow. Wow. Yay. Yay. Ồ, những chú vịt con thật đáng yêu. Chúng ta đi chơi thôi. Yeah. Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng một chú đi đâu rồi, chỉ còn một chú vịt ở đây. Một chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Ở bên này. Ở
làm được rồi, bé Sôn. Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng hai chú đi đâu rồi, chỉ còn ba chú vịt ở đây. Hai chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng ba chú đi đâu rồi, chỉ còn hai chú vịt ở đây. Ba chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Thật là thú vị. Quạc quạc. Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng bốn chú đi đâu rồi, chỉ còn mỗi chú vịt này ở đây. Ôi không, bốn chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Chúng ta là vịt cướp biển. Yo-ho! Bơi sang bên kia thôi. Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng các chú đi đâu rồi, chẳng có chú vịt nào ở đây. Cả năm chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Mấy bạn ấy đang ở đâu nhỉ? Em yêu, ở bên này. Wow. Trượt cầu trượt sẽ rất thú vị. Chơi ngay thôi nhé năm chú vịt. Nào mình cùng kêu quạc quạc quạc, vịt con đi chơi thật là vui. Quạc quạc. Có chú vịt nào muốn uống sữa không? Con ạ. Quạc quạc. Cả anh nữa. Giờ mình cùng uống sữa ngay nào. Sau khi chơi sẽ rất đói bụng. Đi chơi thật là vui. Yummy, yummy. Chọn những gì con muốn, con yêu. Nào con yêu, chúng ta sẽ cùng nhau chơi. Vâng ạ. Nào con yêu ơi, các con sẵn sàng chưa? Vâng ạ. Có biết bao nhiêu những món quà. Cùng yêu cho rất vui, hãy chơi nào, để giành lấy những phần quà kia. Vâng ạ. Bạn có muốn thử ném phi tiêu không? Tuyệt! Bạn sẽ nhận được quà. Yeah! Nào con yêu, chúng ta hãy ngồi vòng quay. Đừng lo nhé, con đã có mẹ ở đây. Con thấy không, anh với chị cười đùa rất vui, không sao mà đừng sợ nhé, chúng mình cùng chơi. Hãy tìm một trò chơi mới nào. Ngồi lên xe, chúng ta cùng nhau đua. Đi thôi. Nào cùng xem ai sẽ chiến thắng bạn ơi. Được thôi. Chúng ta hãy mau sẵn sàng. Rồi mình tiến lên rất nhanh này. Cả nhà chúng ta cùng chơi thôi. Rất tuyệt. Hãy bắn vào những chú vịt, xem bạn có may mắn không nào. Ba bắn đây. Em ba giỏi chưa này? Không đâu, con mới là giỏi nhất.
Cargo về trước. Cả nhà ta hãy mau lên đoàn tàu thôi. Mời tàu kêu lên, chúng ta bắt đầu đi. Hãy hát ca vang lên nào. Đoàn tàu tiến nhanh rất vui này, thật hạnh phúc khi ở bên nhau. Giỏi lắm, đây là phần thưởng của anh. Thật là vui, chúng ta chơi cầu trượt thôi. Đừng lo nhé, con đã có ba ở bên. Chúng ta mau chơi các con à. Trượt cầu trượt rất vui, thật là tuyệt vì chúng ta ở bên nhau. Ha ha ha.
Con yêu, thắt dây an toàn nào. Con không muốn đâu, không đâu. Con yêu, nếu con không thắt dây an toàn, con sẽ bị ngã đó. Hãy thắt dây an toàn vào nào khi ngồi trên xe ô tô. Con hãy nghe lời mẹ và hãy ngồi yên nhé con à. Khi thắt dây an toàn này vào, con sẽ không ngã đâu. Con không bao giờ được bỏ dây an toàn ra nhé con à. Ôi không, không làm đi nó. Nhìn này con yêu, dây an toàn sẽ giúp con không bị ngã. Hãy thắt dây an toàn vào nào khi ngồi trên chiếc xe này. Con hãy nghe lời mẹ và hãy ngồi yên nhé con à. Khi thắt dây an toàn này vào, con sẽ không ngã đâu. Con không bao giờ đưa bỏ dây an toàn ra nhé con à. Ôi không, đi nó bị thương rồi. Không sao đâu, vì con đã thắt dây an toàn rồi. Hãy thắt dây an toàn vào nào khi ngồi trên chiếc xe đạp. Con hãy nghe lời đừng nghịch, hãy ngồi yên nhé con à. Khi thắt dây an toàn này vào, con sẽ không ngã đâu. Con không bao giờ được bỏ dây an toàn ra nhé con à. Tino bị ngã rồi. Con phải cảm ơn dây an toàn vì đã giúp con không bị ngã. Dây an toàn sẽ giúp con không bị lạc. Cài dây an toàn. Cài dây an toàn. Cài dây an toàn. Không. Bé John, con bị nấc rồi. Đừng lo con yêu, ai cũng có thể bị nấc, chỉ một lúc thôi. Nếu thấy nấc đừng lo con à, mẹ sẽ nhanh giúp mà. Khi con thấy tiếng, khi con thấy tiếng, khi con thấy tiếng, chúng ta cùng nhau tìm cách. Bây giờ con thử uống một cốc nước xem có đỡ không nhé. Con đã thấy hết nấc chưa, bé John? Ôi không, con vẫn còn nấc. Con bị nấc sao, bé John? Có vẻ đúng là nấc rồi. Nếu thấy nấc đừng lo con à, thật nhanh ba sẽ giúp mà. Khi con thấy tiếng, khi con thấy tiếng, khi con thấy tiếng, chúng ta cùng nhau tìm cách. Bố biết một cách rất hay để chữa nấc. Hãy hít một hơi thật sâu, phồng hai bên má và nhịn thở như thế này. Ừ,
Con đã thấy hết nước chưa con trai? Em bị nấc rồi bé John. Anh chị sẽ giúp em. Nếu thấy nấc đừng lo em à, chị và anh sẽ giúp mà. Khi em thấy tiếng, khi em thấy tiếng, khi em thấy tiếng, chúng ta cùng nhau tìm cách. Nếu như em muốn hết bị nấc, bé John, em cần phải bị giật mình. Phải rồi, cách đó sẽ được. Em đã thấy hết bị nấc chưa bé John? Nếu thấy nấc đừng lo bé à, cả nhà sẽ giúp mà. Khi nghe thấy tiếng, mẹ không nghe thấy tiếng nấc nữa bé John. Ba cũng thế, con thử lại xem. Khi nghe thấy tiếng. Em đã hết nấc rồi. Yay! Giờ bé đã không còn nấc nữa rồi. Thật là vui yay yay yay. Không nghe thấy tiếng nấc. Không nghe thấy tiếng nấc. Không nghe thấy tiếng nấc. Hooray, giờ mình chơi thôi. Còn không còn bị nấc nữa bé John. Yeah! Em bé bị nấc cụt mà em chẳng khóc nhẹ. Em trai ngoan lắm đây nhé. Cả nhà mình luôn bên em. Thật là tuyệt vời không con bé yêu. Tạm biệt cơn nấc. Ôi anh. Không. Lại phải làm lại ạ. Vi Hành Gia Jin và bé John, hai đồng chí đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ, thưa đội trưởng. Hãy nhìn kia, là trung tâm vũ trụ. Thật tuyệt. Con rất muốn đi du hành vũ trụ, muốn trở thành một phi hành gia. Phi hành gia. Nhanh chúng ta thay quần áo thôi, rồi mình cùng lái phi thuyền nha. Các con là những phi hành gia giỏi nhất. Các bạn đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo chưa? Chúng ta hãy cùng đi qua hầm phi thuyền nhé. Tuyệt. Yeah. Hãy cùng đi khám phá ở bên trong. Sẽ thật vui khi chơi cùng bên nhau. Chúng mình là những phi hành gia đây. Cùng nhau ta đi, cùng nhau khám phá nào. Con yêu, hãy đi chậm lại. Các phi hành gia chờ chúng tôi với. Con rất thích du hành vũ trụ, muốn trở thành những phi hành gia. Nhiệm vụ tiếp theo nhé các phi hành gia tí hon. Các cháu đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Ta sẽ bay lên cao rất cao, cùng
nhìn kìa. Wow, là một chiếc tên lửa thật. Muốn làm gì vậy? Ba có thể giúp không? Chạm rửa xe của chúng ta. Mình hãy bắt đầu nhé con, chạm rửa xe đã sẵn sàng. Cùng đi qua nhé các con, nơi thật tuyệt phải không? Những chiếc xe cần rửa sạch sẽ luôn nhé con hiểu à. Cảm ơn ba thật nhiều nha, chạm rửa xe tuyệt quá đi. Đầu tiên chúng ta cần làm sạch kính chắn gió, lấy nước và rửa sạch hết vết bẩn nào. Chiếc xe của mình xoa xoa rồi
sẽ cho con xem cách tạo bong bóng bằng bọt biển. Nhúng bọt biển vào xà phòng rồi cha cha cha. Phải xả nước cho hết xà phòng trước rồi mới lau cổ xe, rửa sạch cả các lỗ nhỏ trên xe nữa. Rửa. Nào hãy sẵn sàng nhé con, mình cùng nhau xây xe này. Thật là vui khi chúng ta cùng rửa sạch xe ô tô. Xe bé xinh này đi qua nhé, ba sẽ xây khô nào. Cảm ơn ba thật nhiều nha, chạm rửa xe tuyệt quá đi. Nếu xe vẫn còn nước, chúng ta cần lấy khăn lau lại cho thật khô. Lau, xe sẽ khô. Có khách đang đợi kìa. Nhìn này mẹ trẻ răng, hãy làm theo con nhé. Sẽ không đi ngủ. Dương nào
Được rồi nào con yêu, mẹ đọc truyện đây nhé. Chú không lòng tình nghịch sẽ giúp con đi ngủ. Ngày xưa, có một chú khủng long khổng lồ. Chú rất thích vui chơi cùng các bạn. Bé John đừng chạy, đợi ba nào. Ta hãy đi chơi cùng nhau thôi. Ở trung tâm thương mại thật thích, kem rất ngon, xem kìa ba ơi. Hay hầu, hay hầu, hay hầu. Mẹ đang ở đâu thế mẹ yêu ơi? Mẹ ở đâu, mẹ ở đâu? Em bé ngoan ơi, mẹ ở đây có kem ngon cho con này. Một cây kem vui vẻ này anh bạn nhỏ. Wow. Ta hãy đi chơi cùng nhau thôi. Ở trung tâm thương mại thật thích, trên đây có rất là nhiều đồ chơi. Hay hầu, hay hầu, hay hầu. Anh trai có em đang ở đâu thế? Này anh ơi, này anh ơi. Em bé ngoan, anh ở đây nghe. Chúng ta hãy chơi ngày nào. Bé John, đừng sợ. Con hãy lái xe ngựa nhỏ này nhé. Con đừng sợ, con chỉ cần nắm tay mẹ và làm theo như thế này nhé. Con làm tốt lắm. Ta hãy đi chơi cùng nhau thôi. Ở trung tâm thương mại thật thích, có biết bao nhiêu đồ chơi hay. Hay ho, hay ho, hay ho. Em bé ngoan, ba ở đây nhé. Chúng ta hãy hòa chàng nào. Nhìn ba có gì này bé John? Ba ở đây. Chơi cùng nhau thôi, ở trung tâm thương mại thật thích, có biết bao nhiêu là trò chơi. Hay ho, hay ho, hay ho. Ôi các con đang ở đâu thế? Này con ơi, này con ơi.